Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tháng 11 năm ngoái để thể hiện điều mà họ nhấn mạnh là chiến dịch đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột với Israel ở giải Gaza. Ngày 9 tháng 3, Yahya Sadia, người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết lực lượng của họ đã tấn công tàu chở hàng và một số tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đỏ và Vịnh Aden bằng 37 máy bay không người lái, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ gọi tắt là Centercom cho biết, quân đội Mỹ và lực lượng liên minh đã bắn rơi ít nhất là 28 máy bay không người lái trên biển đỏ trong sáng sớm ngày 9 tháng 3. Centercom khẳng định không có tàu hải quân nào của Mỹ hoặc liên minh bị hư hại trong cuộc tấn công và cũng không có báo cáo về thiệt hại của tàu thương mại. Trước đó, Centercom thông báo lực lượng của họ đang ứng phó với một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Quân đội Pháp cho biết, một tàu và máy bay chiến đấu cũng vừa bắn hạ bốn máy bay không người lái lao về phía các tàu hải quân của châu Âu trong khu vực. Thông báo cho biết, hoạt động phòng thủ này góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ tàu chở hàng Chu Confidence treo cờ Barbados bị tấn công vào ngày 6 tháng 3 và đang được kéo đi, cũng như các tàu thương mại khác đi qua khu vực. Pháp có một tàu chiến đang làm nhiệm vụ trong khu vực cùng với các máy bay chiến đấu tại các căn cứ ở Djibouti và UAE. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết chiến hạm HMS Richmond của họ đã cùng các đồng minh quốc tế đẩy lùi đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi trong đêm và cho biết không có thương tích hay thiệt hại nào xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps cho biết trên mạng xã hội X, đêm qua, HMS Richmond đã sử dụng tên lửa Lassie Scepter để bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công, đẩy lùi thành công một cuộc tấn công bất hợp pháp khác của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Ông tuyên bố Vương quốc Anh và các đồng minh của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện hành động cần thiết để cứu mạng sống và bảo vệ quyền tự do hàng hải. Ngày. ngày 6 tháng 3, ba thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt, trong cuộc tấn công bằng tên lửa mà Houthi thực hiện nhằm vào tàu Chu Confidence do Hy Lạp điều hành. Đây là thương vong dân sự đầu tiên kể từ khi lực lượng này bắt đầu tấn công trên tuyến đường vận tải biển quan trọng. Bên cạnh đó, cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh, gọi tắt là UKMTO, xác nhận đã có một nỗ lực tấn công vào tàu Proben Fortune treo cờ Singapore. Cơ quan này cho biết công ty vận chuyển đã báo cáo hai vụ nổ gần tàu chở hàng, nhưng tất cả thuyền viên đều an toàn và con tàu đang tiếp tục đến cảng tiếp theo. Thông cáo từ Mỹ CNTCOM viết, trong khoảng thời gian từ 4 giờ tới 6 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 3, giờ Sana, nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái, UAV, quy mô lớn ở biển đỏ và vịnh Aden. Chúng tôi nhận định cuộc tấn công là mối đe dọa hiện hữu với các tàu buôn và chiến hạm Mỹ có mặt trong khu vực. Các tàu của Hải quân Mỹ và Liên minh hàng hải đã bắn hạ 15 chiếc UAV của Houthi. Mỹ CNTCOM khẳng định, việc bắn hạ các UAV trên là nhằm bảo vệ tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn. Theo CNN, Vụ tấn công UAV quy mô lớn trên của Houthi được thực hiện chỉ 3 ngày sau khi nhóm này tiến hành tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu Chu Confidence treo cờ Barbados đi qua biển đỏ, khiến 3 thuyền viên thiệt mạng và 4 người bị thương. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder hôm 8 tháng 3 đã tiết lộ nhiều chi tiết trong kế hoạch xây cảng nổi ở Gaza. Ông Ryder nói, kế hoạch về hệ thống cảng vẫn đang trong giai đoạn đầu và có thể mất tới 60 ngày để biến kế hoạch đó thành hiện thực. Hệ thống cảng bao gồm hai phần riêng biệt, trước tiên là phần xà lan nổi ngoài khơi có thể tiếp nhận hàng viện trợ. Sau đó, quân đội Mỹ sẽ chuyển hàng viện trợ từ đó trên một tuyến đường đắp dài 550 mét để vào bờ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc sau đó khẳng định rằng binh sĩ Mỹ sẽ không đặt chân lên giải Gaza. Ông Ryder nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu lực lượng quân sự Mỹ phải xuất hiện trên bộ. Vai trò của chúng tôi về cơ bản là cung cấp hàng viện trợ. Trong một tuyên bố trên truyền hình hôm qua, mùng 7 tháng 3, thủ lĩnh nhóm Houthi Abdul Malik Al-Houthi nói rằng nhóm vũ này đã tấn công tổng cộng 61 tàu trên biển đỏ, biển Ả Rập, vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandeb kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự nhằm vào tuyến hàng hải tại các khu vực này cuối tháng 11 năm 2023. Người đứng đầu nhóm vũ trang đang kiểm soát một phần ba lãnh thổ Yemen đồng thời khẳng định chiến dịch không kích của Liên quân Mỹ, Anh vào Yemen thời gian qua chỉ càng khiến nhóm này trở nên mạnh mẽ hơn. Khoảng một tháng rưỡi sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào giải Gaza hôm 7 tháng 10 năm 2023, Houthi liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và sùng tự sát nhằm vào các tàu trên biển đỏ và khu vực lân cận. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuận tuyên bố hành động tấn công này nhằm gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza. Gần giữa tháng 1 năm nay, Mỹ cùng một số đồng minh phát động chiến dịch không kích vào Yemen nhằm mục tiêu triệt phá năng lực tấn công của Houthi. Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá độc lập, chiến dịch không kích chưa làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Houthi. Theo tờ Arab News, vào ngày 7 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Tối cao Houthi, ông Mohammad Ali al Houthi cho biết nhóm này không có ý định sát hại các thủy thủ dân sự trên tàu MV True Confidence. Ông nói thêm rằng nếu Mỹ cùng chịu chi phí, lực lượng Houthi sẽ bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương. Ông này viết trên mạng xã hội X, Chúng tôi cảm thấy rằng Mỹ nên bồi thường cho những nạn nhân này vì hành động cố ý. Chúng tôi cũng sẵn sàng bồi thường cho họ vì hành động ngoài ý muốn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Houthi gây ra vụ tấn công có thương vong đầu tiên kể từ khi tấn công tàu thuyền liên quan Israel trên biển đỏ với lý do ủng hộ người Palestine ở giải Gaza. Cụ thể, vào tối ngày 6 tháng 3, Houthi xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng MV True Confidence thuộc sở hữu của Hy Lạp đang đi qua vịnh Aden gây ra hỏa hoạn trên con tàu. Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Houthi, ông Yahya Sadea cho biết chiến dịch tấn công diễn ra sau khi thủy thủ đoàn từ chối các cảnh báo từ lực lượng hải quân Yemen. Vụ tấn công đã khiến ba thuyền viên thiệt mạng, gồm hai người Philippines và một người Việt Nam. Ngoài ra, còn có sáu người bị thương. Hải quân Ấn Độ đã đưa toàn bộ những thành viên còn lại trên tàu MV True Confidence tới The Djibouti. Hình ảnh do Hải quân Ấn Độ công bố cho thấy một chiếc trực thăng kéo các thành viên thủy thủ đoàn từ một chiếc bè cứu sinh nhỏ ở vùng biển động và đưa họ lên một con tàu hải quân. Ngoài ra, hình ảnh cho thấy một số người bị thương được cho là nằm trên một chiếc xuồng cứu sinh thuộc lực lượng hải quân. Con tàu này đang trôi giặt ra xa đất liền và hoạt động trục vớt đang được triển khai. Theo các chủ tàu MV True Confidence, thủy thủ đoàn có 20 thành viên gồm một người Ấn Độ, 15 người Philippines và 4 người Việt Nam. Con tàu này bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ khi đang trên đường chở thép từ Trung Quốc tới thành phố cảng Jeddah của Saudi Ả Ngày 7 tháng 3, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công trên của Houthi. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Stephen Duzadik, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, đây là một diễn biến rất quan ngại. Theo ông Stefan, đó là quan ngại về an toàn tính mạng đối với thuyền viên trên các tàu chở hàng thương mại, những người không muốn bản thân rơi vào tình cảnh này. Vụ tấn công cũng gây quan ngại về kinh tế toàn cầu, ổn định khu vực, hệ sinh thái và kinh tế khu vực. Ông Duzadik cũng cho biết Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở Biển Đỏ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội. Đại sứ quán Anh tại Yemen kêu gọi Houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên Biển Đỏ bộ ngoại giao philippines đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của hai thủy thủ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công của houthi đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở trung đông